Rồi rút đẳng có của tôi. Rút đẳng gà tới đằng đó rồi kìa. Qua đây nè của tôi. Tới giờ luôn rồi. Ây da. Ây da. Đấy à. Thì chạy đi góc bát rồi. Giờ mình đang đi tiếp các bạn ơi. Ở đây sổng mấy con nữa. Giờ bây giờ anh em đi dài dài các bạn ơi. Vô đây cũng hết ba con chết đâu. Á à, khùng chạy được bên kia không rồi. Mỗi đầu không chạy được bên đây, không chạy ra lấy phà. Ồ chồng, ồ chuột chạy chổng ngốc luôn trời. Mua cỏ nè. Ở đây đuổi dựng chạy cây à. Ừ. Dùng nhựa này đừng có ra vô ăn nè. Á, tôi chuẩn qua bên cỏ đó ăn đó. Đây cũng có vô, vô mới ăn luôn. Tôi tỏi dính con ở bên kia các bạn ơi. Nè, đang đi thám thính ở đây của tỏi lụm con đẳng chú chuột miền Tây. Đây săn bạ không mấy em lên em đi bộ cho he bơi chú đẳng đi chặn sẵn đi đập luôn. Lòng hổm nó chụp hình con cá lóc tôi lên liền nha. Thằng cũ. Hết rồi. Trời trời trời, con mèo vậy trời. Ghê vậy. Nhầm. Ừ. Chấm chấm cầu mai bò anh cây. Buồn hết hết. Trời ơi bay. Còn á, rồi. Đó để hết những cái ghế nhau ông trời. Hết không bự. Anh ở đây cắm hết được. Quá xá rồi. Rồi, có hết lòn xuống rồi. Nó để hết nhóc. À, kìa 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 kìa, của tao, chụp bữa nào của tao. Lên lên coi con. Rồi, con này sống, sống nổi rồi. Xuống luôn đi. À, cục này chụp nhóc luôn. Quậy quậy dưới cho lên cây. Tiếp tục hành trình quý vị. Tiếp tục.
trên luôn quá. Cao. Tới rồi. Thấy không? Thấy không? Cái tấm nó viết đây nghe tôi. Nằm yên ở đó tôi. Lùm. Chuột cũng nhỏ, trà dướng chàm. Nó dướng dây chàm nữa. Khó lấy. Ê, dưỡng leo cây hả mày? Lớn là leo cây con. Tiếp tục một em chuột nữa các bạn ơi. Dài dài đây đó, cũng có leo lai gai quá. Chết đi cô tỏi. Phát hiện cò nha các bạn. À, nhóng trời xa quá mắc cá kinh nữa các bạn, xém nữa còn đâu bên đó vậy. Đó mình kinh kêu nó cái đỡ chớp cái này nó còn đâu đó đó tôi thấy còn mà bắn tới à.
như nó nhiễu xuống không? Cố lên. Trời. Còn gì? Còn nè. Vô rẻ. Còn. Thấy không? Thấy. Thấy băng nó chưa? Ở đây nè, còn đứng nè. Đứng đi nha con. Đó, 20 tuổi. Đó. Như cái lỗ ở bên mép bảnh á. Ở dưới nước á. Lụm. Đúng không? Lỗi cái thật rồi. À, còn. Còn của tôi. Tiêu rồi, còn ở gì đó. Đấy, qua mét trong rồi. Nhất nhất, tốt bản luôn. Để coi có tỏi xử lý hai con này. Đi luôn nè. Coi chắc còn. Và cô tỏi quyết định xử con cò. Gì? Lỗi cái thật các bạn ơi, dướng dây. Bị dướng dây. Dướng dây bắn không tới còn. Cách con kinh. Lộn rồi đó. Dính cái gì của tôi. Dính nè. Cuối cùng của tỏi cũng hạ được con cò nữa các bạn. Dính người sao lấy trời. Dính đâu dưới xíu gì dính cái đầu vậy. Ê con quỷ kia nó qua đây luôn rồi nè của tỏi. Dột luôn hả? Ghim súng chưa? Ghim trẻ chưa? Đẩy thêm phát nữa. Chết trời. Rớt con cò xuống rồi các bạn ơi. Cũng còn nó thoát luôn các bạn ơi. Nó rớt xuống rồi nó mất tiêu rồi. Tỏi kéo xuồng qua luôn. Kéo xuồng qua đấu nè. Hái dẹt rồi hăng trăng đi. Ồ, nó kéo xuồng dưới bắn nhau rồi. Đến nay vẫn vững mũi. Còn.
lụm được không? Cuối cùng lụm còi các bạn ơi. Mà kéo cái xuồng luôn. Lụm. Này cũng nhiều ha. Trời. Thôi trời, nắng nhiều. Bọc luôn. Tới tài, mấy ông thầy ơi. Ngon cơm à. Về miền Tây mới thấy cảnh này nghe, mùa săn bắt nha cả nhà. Mấy anh em trước tự sát, nhảy bủng bủng. Còn chìm nữa còn dướng dày. Này, giờ mấy anh em quay đầu là bà. Anh em bắt nhau, anh em bằng bệnh. Hay chưa rồi cái tối. Giống như cái gì nữa không? Dân lưới cá sặc á, dám dân dính nhiều. Dính nhiều bệnh luôn á. Quá bệnh luôn á. À, cái bát này ngon quá, không có em nào lên đây thấy hiển gì. Ha, à, bát quá ngon. À, nãy chưa có coi kịp nữa. Chắc lên cây vậy. Sợ nó chuyện kia không? Đây cái trẻ có chết luôn không? Chụp luôn. Ngay lụm chuột các bạn. Ồ chuột lớn trời ơi. Ê còn sống tụi ơi. Rỡ à. Sống nhăn luôn. Đâu gặp tình thương mến thương. Sống. Đây. Đây. Rồi. Báo nha. Đi đâu đi ở đây hoài. Đâu, đâu trên đường gặp chuột bự vậy. Để tiếp tục thêm một em chuột nữa các bạn ơi. Nó ăn cơm. Anh ba đi ăn khuya. Cái dấu coi có miếng da dò của con lưng nào. Mấy anh em có giờ này có đi ra ăn ốc rồi. Chỗ này bóng quá bóng nha.
đi bãi đẹp vậy đó mà không có em nào ăn. Con nãy đâu ra đường đó xa dữ vậy ta, chừng vườn đỉnh ra không có ăn gì vậy. Chào chú nhỏ, chào cả nhà mình nha. Ừ, này phải bờ liền luôn không? Đang săn chuột đêm. Ờ, à, đâu những vít cỏ vậy ta? Đó đó, đang buổi tối. Có chuột. Nó đó, anh ba đó. Rồi tới đắng này. Buổi tối đập chuột luôn các bạn. Nó giật giật. Nó cứ giật đi. Đó lấy giật, úp chuột. Yeah. Nó kè cái chuồng nữa. Yeah. Lên bờ luôn có tội. Thả trôi xuống. Mình quay cho cả nhà mình xem cảnh này. Sống chứ cô tội. Có giật được. Giật. Bỏ xuống nó luôn. Để đi tới ngày em lùa lại. Tới này luôn nhiều của tôi. Chuột bự hết biết. Ồ lặng. Đem đi tới này. Đỡ giấc chuột. Nè nè. Người ta chuẩn bị giấc chuột các bạn này. Một pha giấc chuột của tội các bạn thấy chưa? Chơi ban đêm ta chơi vớt chuột không? Ăn quá, quá. Ăn quá. Lại mạnh các bạn ơi. Trực tiếp luôn. À, đó giờ thấy đập chuột, bắn chuột, chĩa chuột này, này kia này thấy lấy giật vớt chuột này cả nhà. Ai, gọi. Vụt luôn. Chà, căng nha, căng à, em chặn đầu ở đây mới được. Chuột bự lắm. Cái này hơi chua rồi đó. Quê lắm nha bố tỏi. Thì nó còn đâu đó đó nha bố tỏi. Em đi tới đây nữa. Chụp luôn, tỏi chụp luôn. Rồi dính rồi đó. Bị cái ác hả? Ừ cái đầu đó. Dính rồi. Quá trần chuột rồi. Rồi con chuột lớn rồi các bạn. Nè. Úi tội. Ây chuột đó. Chuột nhân heo. Rồi xử đây. Xử lý. Mình đang quay YouTube mà mình vừa live stream cho cả nhà mình xem khúc cuối cùng. Nãy giờ mấy anh em đi đuổi chuột rồi. Giọt chuột rồi. Bắn chuột, ôi đủ thứ hết trơn các bạn ơi, còi tùm lum hết trơn. Ở nhà mình đón xem nhiều clip hay lắm. Nhớ đăng ký kênh bên YouTube Nghĩa Nông TV á cả nhà. Xem nguyên cái hành trình nó hay hơn. Mà bên Facebook thì mình thường là mình làm video ngắn thôi, không có làm dài được, tại vì trên Facebook nó ít coi lắm, ít coi dài lắm, nên anh cả nhà mình thông cảm nha. Ngoài đồng á nhà, đi bắt theo mấy bờ nè, nãy giờ được tối rồi nè. Thế mà cò chuột tùm lum hết trơn. Đón xem clip này nha, hay lắm nha. Hay vui. Hàng khủng, hàng khủng. Giờ anh em vô. Hôm nay của tỏi lấy giật chưa? Giật ốc, ấy da. Xấu quá vậy. Ở đây xấu đi. Xấu quá của tỏi. Giỡn giỡn rồi. Trời ơi. Coi nha, coi nha cả nhà. Để cái này xuống coi. Bão luôn. Tổng nó chết rồi. Đợi cái cả nhà.
Đây sâu quá sao không. Đây không còn thấy chim gì chứ. Một cái tay cầm máy quay, cầm đèn, cầm luôn lại chim, điện thoại lại chim cái nữa, hết luôn. Hết tay luôn. Quay vậy đó mà còn bị chửi, mệt cũng chết. Anh em nhớ ủng hộ. Đang đi đuổi chuột nè, ơi đi săn chuột đêm, ăn cọ chim rồi đó. Về miền Tây mới thấy cái này. Anh em đang trên đồng á, ở đây mùa nước nổi. Ổng thì mấy anh em cũng quay đẩy côn cho cả nhà mình xem đó. Cả nhà mình xem clip đầy đủ hành trình thì trên kênh YouTube nha cả nhà. Nhớ qua bên đó đăng ký ủng hộ nha. Bên đây thì cả nhà mình muốn xem thì follow fanpage Việt Tân cùng của tội chiến đấu này tại đôi ai nhà nó trúng quá trời trúng. Anh em đâu thấy cái này của tội bỏ tôi làm nguyên lòng luôn hả? Bỏ tôi đồng nguyên lòng luôn. Chào cả nhà mình nha, chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ nha. Giờ hai anh em đi vô tình tàn á, đi vô tình tàn chắc cũng bắt được vài con nữa. Đơn giản mỗi tài cũng chết. Chào các bạn nha, bây giờ anh em về tới nhà được một bọc cò chuột tùm lum hết. Bữa nay không lụm được trứng nào hết nha, cũng trúng mấy đến mười mấy con của tôi, mười mấy hai chục. Đây có một con chuột còn sống vậy, mắt cho gỗ vậy đâu. Bên đây là nữa con còn mấy con sống nè. Đây bạn chiến lợi phẩm của anh em được nhiêu đây. Hai chào các bạn nha, qua cả nhà mình xem một clip với anh em đi săn đêm mệt mỏi. Nãy giờ mà mần mà tí mũi nó chích nó chết luôn, được 12 con chuột với hai con cò, xin cái giò xin cái đít luôn. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ cũng khuya, giờ anh em xin nói lời chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Ngắn Năm TV trong những buổi săn bắt tiếp theo nha. Tại giờ khuya quá rồi chứ không có ai nữa, giờ anh em về. Mọi người hãy nhầm thông cảm nha, bye cả nhà nha. Buổi tối giờ quá trời tủ lạnh này cứ ngắt. Yeah.